Chào mừng quý vị, cô chú, anh chị và các bạn đã trở lại theo dõi video tiếp theo hôm nay của mình trên kênh Neo 10 TV. Và ngày hôm nay đây, thưa quý vị, thì Neo 10 có nhận được một cuộc gọi từ xa. Thì cái này là gọi qua một cái trang mạng xã hội, quý vị. Thì cái anh này, ảnh là khán giả, ảnh đã theo dõi những cái video trên kênh Neo 10 trong khoảng thời gian gần đây nha. Gần đây anh mới theo dõi được. Thì anh thấy là Neo 10 thường hay chia sẻ những cái câu chuyện cũng như là những cái góc khuất và cũng như là những cái email mà những khán giả khi mà người ta theo dõi và người ta gửi đến những cái nỗi trăn trở đó. Thì cái ngày hôm nay đây thì anh này anh đã gửi đến cho mình một cái câu chuyện của chính bản thân ảnh và anh đã gọi điện và kể cho mình nghe qua điện thoại trực tiếp nha quý vị nha. Thì cái câu chuyện là anh này ảnh nói là ảnh tên Dân. Đó, năm nay là ảnh 39 tuổi và anh Dân là bây giờ ảnh đang sống ở Sài Gòn, ảnh đã có vợ và ảnh có hai đứa cô con gái luôn rồi thưa quý vị. Thì cái công việc của anh Dân ở Sài Gòn á, ảnh là một người làm kỹ sư về công nghệ thưa quý vị, hay là mình có thể gọi là làm chuyên viên kỹ thuật IT á. Thì cái công việc của anh á, thì nói chung nó gắn liền với máy móc và trang thiết bị trong nhà máy, nên á, là về bản tính của anh á, thì nó khá là ít chuyện, tức là ảnh ít khi nào nói chuyện nhiều và cái tính nó hơi khô khan. Thông thường những người con trai mà người ta đi theo cái ngành mà điện máy hay này nọ đó thì những người đó cái tánh người ta khô khan thưa quý vị. Thì thật may một cái điều đó là vợ của cái anh Dân này, ảnh nói là vợ của anh nó may mắn là chị cũng không có nói nhiều, chị cũng không có thích những người nói nhiều. Và trong khoảng tầm vài tháng trước quý vị thì nó đã xảy ra một cái câu chuyện, đó là gia đình của anh Dân thì hai vợ chồng hai con gái sống với nhau rất là hạnh phúc. Nhưng mà khoảng tầm vài tháng gần đây thì nhà của anh Dân đã xảy ra đó là có một cái người khách gọi là không mời mà tới, một cái người khách bất ngờ. Thì cái người khách này không ai khác, đó là cái cô bạn thân của vợ anh Dân. Từ hồi mà cái cô này học đại học chung với vợ của anh Dân, rồi sau đó thì cô này đi theo chồng, đi qua bên Mỹ sống. Và trong cái cuộc hôn nhân của hai vợ chồng của cô ta ở bên Mỹ, nó đã xảy ra một số những cái mâu thuẫn gì đó. Thì hai người cuối cùng là đã ly hôn với nhau. Thì sau khi ly hôn, cái cô bạn thân của vợ anh Dân đã quyết định là không sống ở Mỹ mà quyết định là đi về Việt Nam, bởi vì là cổ chưa có sanh con cho cái người chồng bên Mỹ kia. Thì cái cô này cổ mới quyết định là đi về Việt Nam và cổ muốn làm lại từ đầu hết tất cả quý vị. Thì lúc mà về là nói chung là cổ cũng sẽ được chia một phần tài sản từ cái người chồng mà cổ ly hôn. Tuy nhiên thì cổ về Việt Nam là lúc này cổ không có nhà cửa và cổ muốn ở riêng thì cổ phải bắt buộc là mua nhà hoặc là thuê nhà. Thì cái lúc mà mới vừa về cổ mới xin tá túc tạm ở trong nhà của vợ chồng anh Dân. Bởi vì là cổ gọi điện cho vợ anh Dân, cổ nói là cho cổ xin là ở tạm vài ngày thôi. Trong khoảng thời gian đó cổ sẽ đi tìm nhà. Nếu mà trường hợp mà tìm được nhà tốt thì cổ mua luôn để mà cổ ở. Còn nếu như trường hợp tìm không ra đó thì cổ sẽ có thể là trong vài ngày đó cổ có thể là dành thời gian đi tìm nhà thuê. Cổ sẽ thuê và cổ dọn ra cổ ở sau. Thì vợ của anh Dân là cái người rất là hiền quý vị. Nói chung là rất là hiền và rất là chân chất, thật thà, kiểu dạng như là bạn bè thì giúp đỡ nhau những cái lúc khó khăn. Và vợ anh Dân sao thì anh Dân anh cũng nói là vợ anh sao thì cái tánh anh cũng như vậy. Cái tánh anh mà bạn bè khi hoạn nạn anh cũng hay giống như là giúp đỡ được cái gì thì giúp. Thì trước khi mà vợ anh có ý định là cho cái người bạn thân, cái cô bạn thân của vợ anh về ở chung á, thì vợ anh cũng có hỏi ý kiến của anh và anh cũng đồng tình. Anh cũng muốn là bạn bè thì giúp nhau khi hoạn nạn thì như vậy nó mới gọi là tình cảm nó quý. Và bắt đầu thì khi mà cái người bạn thân của vợ anh Dân dọn về Việt Nam và tá túc ở trong nhà của hai vợ chồng anh Dân thưa quý vị, thì nhờ có một cái người khách xa lạ bây giờ vô nhà mình ở thì dĩ nhiên là không gian ở trong nhà nó sẽ không có được thoải mái như trước. Và anh Dân anh mới tâm sự là ảnh chủ động, ảnh giúp vợ ảnh dọn dẹp nhà cửa này kia, phòng ốc, rồi chăm sóc mấy đứa nhỏ. Và anh Dân ảnh nhiều khi anh đi làm xong buổi chiều về ảnh còn lao vào bếp để mà chi ảnh nấu cơm này kia phụ vợ, để mà cho vợ ảnh có thời gian, vợ ảnh có không gian thời gian để vợ ảnh hỗ trợ cái người bạn thân của vợ ảnh, hỗ trợ những cái việc gì đó cô ấy cần thì giúp dạng vậy. Thì anh Dân là một cái người gọi là cực kỳ hiểu chuyện và vợ anh cũng vậy. Thì mấy ngày, trong khoảng thời gian mấy ngày cái cô bạn thân của vợ ở nhờ trong cái căn nhà vợ chồng anh Dân, thì cái cô Việt Kiều Mỹ này nè ở nhờ, thì coi như là vợ chồng anh Dân không, thậm chí có nhiều bữa là không có ngủ chung với nhau. Bởi vì là không phải là vì cái gì mà là do cái cô bạn thân chèo kéo là muốn là rủ vợ anh Dân ngủ chung để hai đứa bạn tâm sự hàn huyên. Do là lâu năm mới có ngày hàn huyên gặp lại với nhau nên muốn tâm sự, thì tối đo những cái hôm đó thì vợ anh Dân không có ngủ chung với anh Dân mà qua bên phòng ngủ với cái người bạn của mình. Và qua tiếp xúc thì anh Dân ảnh mới kể, ảnh cũng nhận thấy rằng là vợ ảnh cái tánh kinh
cái tính cách của vợ ảnh đó nha, và tính cách của cái người bạn thân vợ ảnh là hai cái tánh nó khác nhau hoàn toàn, nó không giống nhau. Vợ ảnh là một cái mẫu người phụ nữ là ít nói nhưng mà hành động là chính, và sau đó nữa thì vợ ảnh là một cái người sống tối giản, rất là đơn giản, kiệm lời và không có điệu đà, trong khi cái cô bạn thân của vợ ảnh nó lại là một cái người gọi là ẻo lả, điệu đà, và nói chung là nhìn vô là mình thấy họ sắc sảo rồi. Thì anh Dân ảnh nói là cái gu của ảnh, ảnh không có thích cái kiểu con gái như vậy. Thì khi mà mình ở chung trong nhà quý vị, thì bạn của vợ mình mà đôi khi mình cũng phải có những cái câu xã giao, cho nên là anh Dân ảnh cũng có xã giao, là kiểu như là cũng có khen cái cô bạn thân của vợ vài câu, giảng như khen xã giao á quý vị. Thì đàn ông mà quý vị thì cũng khen xã giao kiểu những cái câu như thế này. Anh Dân ảnh cũng khen là anh nhìn thấy em á, nhìn kiểu dạng như em xinh đẹp, em khéo léo như vậy mà sao chồng em ở bên Mỹ lại đi ngoại tình, kiểu dạng vậy. Thì anh Dân ảnh khen như vậy là muốn là tân bốc cái cô này lên cho cô này cũng vui. Phụ nữ ai cũng thích khen đẹp hết quý vị, cho nên ảnh mới khen. Chứ thật ra trong bụng của ảnh á, là đối với ảnh cái đẹp nó không quan trọng, quan trọng là cái nết. Thì cái cô bạn thân của vợ nghe xong á, mới bắt đầu kể lể á, là ừ em khổ lắm anh, thế này thế kia đó quý vị, kiểu dạng như vậy. Thì cái cô bạn thân của vợ mới nói á, là mới bắt đầu kể cho anh hai vợ chồng của anh Dân nghe đó, là ngày xưa đó là cổ yêu chồng của cổ, bởi vì chồng của cổ cực kỳ là tình cảm ngọt ngào và hay lãng mạn, hay tạo những cái sự lãng mạn cho cổ. Nhưng mà sau khi á, mà theo chồng qua bên Mỹ sống một thời gian thì mới phát hiện ra là cái tính của ông chồng á, hoàn toàn không có như ban đầu ổng gọi là ổng cưa cẩm và ổng yêu mình ban đầu, ổng si tình mình ban đầu. Qua bên đó ở rồi mới thấy được là những cái lời hoa mỹ đó nó không có nữa, mà nó đã lấy những cái lời hoa mỹ đó để ổng đi tán gái bên ngoài. Tức là ổng thường xuyên dùng những cái lời ngọt ngào đó ổng đi tán những cái cô gái bên ngoài. Và bắt đầu cổ mới kể xấu á, là cổ nói chồng cổ ở bên đó đi lăng nhăng rất nhiều cô gái, cho nên là cổ không có đồng tình. Vì vậy mà cái cuộc hôn nhân đó nó mới chấm hết quý vị. Thì khi mà anh Dân anh nói là cổ kể lể như vậy xong, thì cổ mới xoay qua cổ nói với vợ anh Dân một câu mà lúc đó có anh Dân ngồi đó luôn. Cổ mới nói là thật ra mà nói, sau khi mà em thất bại với cái người chồng Mỹ đó, người chồng mà Việt kiều Mỹ đó xong rồi á, thì em rút ra một cái bài học, đó là không nên á, lấy một cái người chồng mà có cái tính gọi là cái miệng lưỡi nhiều quá, nói chuyện ngọt ngào hoa mỹ quá. Em thiết nghĩ là nếu mà sau này em có chọn cái người chồng sau á, thì chắc chắn em sẽ chọn một cái người mà tính cách nó khô khan, nó trầm tính giống như anh vậy đó, giống như anh Dân vậy đó, thì em thích hơn. Bởi vì là em tiếp xúc anh Dân mấy ngày qua, em thấy anh Dân á, là một người đàn ông đáng tin cậy. Mặc dù là không có lãng mạn, không có thể hiện tình cảm nhiều, nhưng mà gọi là rất là lo vợ lo con. Em thích cái mẫu người đàn ông giống anh Dân. Mà cổ nhấn nhá vô cái câu đó rất là nhiều lần, thưa quý vị. Thì anh Dân anh mới kể á, là bản thân vợ ảnh là một cái người tánh suy nghĩ đơn giản. Có thể là vợ ảnh không có nhìn ra được cái ẩn ý bên trong, nhưng mà ảnh là người đàn ông, ảnh là cái người già dặn hơn. Đàn ông mà họ nhạy cảm lắm, họ biết cái người phụ nữ này là có ý đồ với mình, bật đèn xanh là biết liền, cho nên là ảnh nghe xong là ảnh hiểu cái hàm ý bên trong, thì ảnh không có thích cái người bạn của vợ. Thì sau cái ngày hôm đó nói chuyện đồ này kia với nhau như vậy quý vị, thì biết tính nhau như vậy rồi, thì cô bạn thân của vợ ở đó được đâu đó khoảng hơn một tuần lễ, thì cổ bắt đầu là cổ mua được một cái căn nhà, cách nhà của hai vợ chồng anh Dân không có xa, cách nhà cũng không có xa, và cổ dọn qua bên đó cổ ở. Thì cái căn nhà đó cũng là nhờ chính tay vợ anh Dân, là cái người mà nhờ người quen để mà làm môi giới tìm giùm. Vợ anh Dân rất là vui, bởi vì vợ của ảnh cứ nghĩ rằng là bạn của mình ở gần nhà mình, thì thí dụ bạn bè có gì chạy qua chạy lại chơi với nhau nó cũng vui, tâm tình này nọ. Thành ra đó là vợ của anh Dân mới cố tình là tìm một cái căn nhà gần nhà của hai vợ chồng để mà cho cái cô bạn mình ở. Nhưng mà cổ đâu có biết được là tiềm tàng bên trong là một cái sự nguy hiểm quý vị, một cái mưu mô. Thì sau khi mà cái cô bạn thân của vợ dọn qua cái căn nhà đó ở xong á, mỗi lần ở bên đó có khó khăn cái gì dù lớn dù nhỏ, hở một chút là cổ cứ điện thoại qua cho vợ anh Dân, cổ réo lên, cổ than thở với vợ anh Dân thế này thế kia. Nào á, là nhà ở bên đây á, bị hư cái này, cần phải lắp đặt cái kia, cần cái sửa cái nọ. Rồi xong rồi á, cổ than vãn là bây giờ gọi thợ á, thì thợ gọi lên tổng đài để mà cho người thợ xuống sửa đó, thì thợ người ta cứ hẹn tới hẹn lui, và người ta cứ để chờ đợi như vậy lâu quá, mà nếu lâu như vậy thì không có thiết bị, không có xài được. Thành ra là cổ cần gấp, cho nên là cổ cứ mỗi lần như vậy là cổ than vãn, và cổ cố tình là để cho vợ anh Dân, kêu anh Dân đi qua để sửa giùm quý vị. Đó là cái ẩn ý như vậy. Thì những cái lúc như vậy thì vợ anh Dân rất là ngây thơ, vẫn kêu chồng mình một cách nhiệt tình là anh qua bên đó sửa giúp giùm cho con bạn em. Đó thì anh Dân ảnh cũng nói là mình thấy vợ mình ngây thơ, mình cũng đâu có muốn nói cho vợ mình nghe tội nghiệp vợ mình.
Nhưng mà bản thân mình đàn ông mình biết hết á. Nhưng mà bây giờ vợ mình kêu thì mình cũng đi. Dù rằng là trong bụng anh Dân không có muốn bước qua nhà của cái cô này, nhưng mà bởi vì là mình thương vợ, mình thấy vợ mình hiền, thì thôi vợ mình nể vợ mình qua bên đó. Thì khi mà qua bên đó quý vị, anh Dân anh mới nói là nhiều khi giúp cho cổ mấy cái việc lặt vặt đó đó, nó cũng không có vấn đề gì và cũng không có lâu đâu. Nhưng mà tại vì anh Dân không thích tiếp xúc nhiều với cái người phụ nữ mà giống như cái tánh tình không có tốt á. Và mỗi lần mà anh Dân qua bên đó thì cái cô bạn thân của vợ đều ăn mặc rất là thoáng đãng. Cổ ăn mặc nói chung là cố tình là không có kín đáo. Một là hở trên, hai là hở dưới. Còn không là hở đoạn giữa quý vị. Thì nói tới đây là quý vị mình tự hình dung nha. Thì nó cứ hở hở như vậy đó. Nói chung là cứ kiểu nửa kín nửa hở. Mà thường hở là hở luôn, kín thì kín luôn. Mà cái kiểu mà nửa nạt nửa mở đó quý vị, nó khó chịu lắm. Thì cái cô bạn thân của vợ này nè, mỗi lần mà anh Dân qua đó là cổ cố tình mặc đồ kiểu như vậy đó. Xong rồi cổ dùng những cái lời gạ gẫm giống như là cổ nói như vậy. À, nhà đó mà có được một người đàn ông nó đỡ quá anh ha. À, một thân đàn bà, một thân một mình như em như vậy, mà hồi nào giờ em sống bên Mỹ không mà bây giờ về Việt Nam lạ nước lạ cái. Bây giờ em về đây công nhận em mới thấy là thiếu vắng đàn ông trong nhà, công nhận nó cực quá anh nè. Kiểu dạng giống như là nói mà những cái lời mà dạng như thả thính đó quý vị. Đó thì anh Dân anh nói trời ơi, mình ngồi mình sửa mà mình trân mình, mà mình nghe mình khó chịu vô cùng luôn á. Mình thấy cái cô này cái tánh cách á mình không có thích phải không. Thì bắt đầu á là nói như vậy thì thôi đi, đằng này còn rót cho anh Dân ly nước, xong rồi đem ly nước tới. Mà ta nói mặc cái đồ á thì hở hang, mà đi lại đưa cái ly nước một cái, làm sao mình không nhìn cổ. Mình phải nhìn, mà mình nhìn vô một cái là mình thấy là muốn là gọi là chảy máu cam quý vị. Đó thì vài lần như vậy thì cái người bạn của vợ cố tình á hỏi sâu vô chuyện gia đình của anh Dân, hỏi sâu vô chuyện tình cảm vợ chồng anh Dân. Hỏi là như anh Dân bây giờ là hỏi anh Dân là có yêu vợ anh Dân không, anh Dân yêu vợ anh Dân là ở điểm nào. Hai người sống chung là một người vợ thì ít nói, đơn giản như vậy thì có nhàm chán không. Kiểu giống như là cổ cứ gạ gạ cổ hỏi vô để mà cổ giống như là tra hỏi cái tình cảm vợ chồng của người ta, xem là nó đang tốt hay là nó đang có cái vấn đề gì hay không, để mà cổ muốn ý định là chen chân vô quý vị. Thì hơn 10 năm hôn nhân, anh Dân hoàn toàn là chưa từng xao xuyến với bất cứ một người phụ nữ nào khác. Anh Dân anh nói là anh rất thương cái tính vợ ảnh, mặc dù tính vợ ảnh kiểu dạng khờ khờ, ngây thơ, ít nói, nhưng mà ảnh rất là thương, bởi vì cái tánh đó nó đơn giản, nó mộc mạc, nó không có ở gần mình, không có cảm thấy người phụ nữ đa đoan hay là này kia âm mưu, ảnh không có thích. Và tới một cái ngày cuối tuần quý vị, thì vợ của anh Dân đưa con về bên nhà ngoại chơi. Thì chơi được một lúc á, thì anh Dân lúc đó anh cũng bận chút việc, cho nên là ảnh qua sau, ảnh đang ở nhà của ảnh. Ảnh để vợ ảnh với con ảnh qua bên nhà ngoại trước thôi. Thì tới buổi chiều á, vợ của anh Dân á, mới gọi cho anh Dân nói á, là anh ơi, nếu mà anh á, có trên đường đi qua bên nhà của má em á, thì anh tiện anh ghé qua nhà con bạn em giùm, anh mua giùm cho nó ít viên thuốc hạ sốt. Nó nói với em là bây giờ nó bị bệnh ở bên đó đó, mà nó ở có một thân một mình, không có miếng thuốc để uống. Thì khi mà vợ của anh Dân nói như vậy thì dĩ nhiên anh Dân ảnh cũng nghĩ, thứ nhất là mình gọi là gì, mình giúp người ta thì cũng đâu có tính toán quý vị, mà có mấy viên thuốc thôi, mình cả nể làm chi đúng không quý vị, chỉ có mua giùm bọc thuốc rồi xong rồi quăng ở bên nhà thôi. Cho nên là anh Dân ảnh thấy vậy là ảnh đồng ý, ảnh mới đi ghé nhà thuốc, ảnh mua thuốc và đem qua cho cổ. Thì khi mà anh Dân ảnh đặt thuốc lên trên bàn của nhà cô bạn thân á, thì đặt lên xong thì ảnh mới hỏi thăm là em thấy trong người em sao, như thế nào rồi, có cần là đi bác sĩ hay là đi bệnh viện không. Thì cái cô bạn này mới lắc đầu là dạ không cần đâu anh, anh lấy giùm em cái ly nước đi. Thì khi mà anh Dân vừa xoay người tới để mà lấy cái ly nước của vậy thì tự nhiên cái cô bạn thân của vợ chụp tới, nói chung là bất ngờ là coi như là nắm cái tay của anh Dân kéo tới để cho anh Dân phải ngã xuống lòng của cổ đó. Rồi xong rồi bắt đầu cổ giả bộ là cổ dựa vô trong người của anh Dân, cổ khóc nức nở, cổ nói, cổ than vãn, cổ nói là bây giờ em mệt mỏi trong người, em yếu đuối lắm, bây giờ em thiếu vắng hơi đàn ông, em không có một người đàn ông bên cạnh, không có bờ vai bên cạnh, em cảm thấy em rất là bức bối khó chịu đó. Thì khi mà như vậy quý vị, thì cái hành động đó của cái người phụ nữ này đã làm cho anh Dân rất là bất ngờ. Và ngay lập tức luôn là anh Dân ảnh theo cái phản xạ tự nhiên là ảnh đẩy cái cô này ra, ảnh không có thích. Thì khi mà cái cô bạn thân của vợ thấy là mình làm đến cái mức độ đó luôn rồi, tức là mình đã gọi là thịt chạm thịt luôn rồi, da chạm da luôn rồi, mà cái anh này ảnh cũng vẫn quyết tiến là không chịu, không chịu là không chịu. Thì cổ mới thấy là chồng của bạn mình không có vui. Cái cổ mới bắt đầu cổ xoay qua, cổ giả bộ đóng phim quý vị. Cổ mới cười, cổ nói với anh Dân á, trời em chỉ thử lòng anh một chút thôi, để em coi thử là anh có thương con bạn em thật lòng không.
bạn của em á, công nhận nó tốt số thiệt, nhìn nó ngờ ngờ nghệch nghệch vậy mà cuối cùng nó lấy được cái ông chồng quốc dân như anh, thương vợ một lòng một dạ. Đó, bắt đầu là giả điên liền quý vị. Quý vị thấy ghê chưa? Bởi vì cho nên á, là gọi là gì, 36 kế chạy là thượng sách. Cái này là Trư Bắt Giới hay nói là quý vị, mấy khúc này là yêu nhà nhện là phải 36 kế chạy là thượng sách. Thì sau khi mà lấy cái lý do là đang vội để mà mình có thể đi qua bên nhà của má vợ, thì anh Dân anh mới tìm cớ là anh ra xe để mà lái xe về bên nhà của má vợ để mà đón vợ con mình về nhà. Thì lúc này cái cô bạn thân của vợ mới để cho anh đi, mới thả cho anh đi quý vị. Thì trên đường, trên cái đoạn đường về, anh Dân anh có hỏi vợ anh một câu như thế này. Rốt cuộc á, anh hỏi em một câu là bạn của em, con nhỏ bạn em á, là ly hôn chưa? Hay là do đó là do chồng của cổ ngoại tình, hay là do cổ ngoại tình mà để chồng cổ phát hiện? Có bao giờ em biết sự thật đó không? Ý của anh Dân là ảnh hỏi vợ ảnh. Tại vì sao? Tại vì vợ ảnh tin lời cái cô bạn thân của mình quá, tin một cách ngây thơ luôn. Có nghĩa là cô đó nói A là vợ ảnh tin A. Đó, cổ nói là chồng cổ ngoại tình rồi đuổi cổ đi về Việt Nam ở. Thì vợ của anh Dân tin và cảm thấy thương, cảm thấy tội, cho nên là muốn lo. Nhưng mà thật ra cái câu chuyện bên trong là chưa chắc. Với một cái người phụ nữ mà cái tánh tình như thế này, thưa quý vị, thì cũng có khả năng cao đó là ở bên Mỹ cô này cổ cũng chắc là cũng không có được chung thủy với chồng. Thì chắc là kiểu như là ông ăn chả bà ăn nem. Hoặc không á, là cũng có thể là cổ ngoại tình, cờ chồng cổ phát hiện, cho nên là chồng cổ mới đuổi cổ về Việt Nam, tống cổ về. Nó chỉ có hai trường hợp đó thôi quý vị, nhưng mà nói chung là trường hợp nào thì nó cũng quy chiếu về cái trường hợp là cô này cổ không có phải là người phụ nữ tử tế đàng hoàng. Thì khi mà anh Dân ảnh họ ảnh thấy là bạn của vợ là cái kiểu phụ nữ mà gọi là phóng túng á, thì thật sự là càng ngày ảnh càng không thích cái cô bạn thân của vợ. Và khi mà anh Dân ảnh sâu chuỗi nhiều cái tình tiết nhỏ nhặt lại với nhau á, ảnh mới cảm giác được rằng á, là cái cô bạn thân này có ý là muốn gạ gẫm ảnh. Một cái người phụ nữ mà tới chồng của bạn thân mình mà cũng không tha, thì quý vị thấy bao nhiêu đó thôi là đạo đức nó chắc là chắc chắn là cái cô đó đạo đức có vấn đề luôn á. Và lúc này thì anh Dân ảnh muốn kể cái câu chuyện này, ảnh muốn nhắc nhở vợ của ảnh á, và cũng như là tất cả những cái chị em phụ nữ nào mà mình đang có ở bên cạnh là những cái cô bạn thân là nữ, thì mình cũng nên đề phòng, mình cũng nên dè dặt về cái vấn đề là mình đừng để cho chồng của mình tiếp cận quá gần với lại bạn của mình. Thì cái chuyện đó là cái chuyện gọi là từ xưa tới giờ nó rất là hay dễ phát sinh những cái vấn đề éo le cuộc tình bên trong đó. Thành ra là nếu mà cái người bạn mà nó đàng hoàng thì mình không nói, nhưng mà hai chữ đàng hoàng nó cũng khó nói lắm. Nhiều khi bây giờ mình thấy người ta rất đàng hoàng, nhưng mà về sau á, một cái thời gian nào đó vì cái cuộc sống nó xô đẩy người ta trở thành người không đàng hoàng, thì bất cứ lúc nào nó cũng có thể thay đổi quý vị. Thành ra mình đừng bao giờ mình tin bạn mình quá nhiều, đặc biệt là mình đừng để chồng mình hay người yêu mình gần gũi bạn mình nhiều quá, là cái điều đó không bao giờ được, không bao giờ nên. Thì thưa quý vị, là cái câu chuyện ngày hôm nay á, mình thấy anh Dân ảnh kể và ảnh cũng nhờ mình chia sẻ để mà cảnh tỉnh, để mà giống như là dè chừng những chị em phụ nữ là nên giữ chồng, nên giữ người yêu của mình một cách rất là chặt. Đó, thì mình thấy cái câu chuyện này nó hay và mình muốn chia sẻ cho quý vị mình nghe. Đây là một câu chuyện người thật việc thật và được chia sẻ qua một cái cuộc gọi từ xa từ anh Dân. Và nếu mời cũng rất là cảm ơn anh Dân khi mà anh đã tin tưởng và chia sẻ cái câu chuyện của gia đình mình. Đến đây thì thưa quý vị, là cái video hôm nay xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị, cô chú, anh chị rất nhiều đã quan tâm theo dõi. Và giờ thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị, cô chú, anh chị mình trong một video kế tiếp.